Gì không? Tới cũng nhà anh cũng chút chuyện ấy. Cái này chắc trong tầm tay anh dư sức nè. Sao Anh vậy? độ cái cục nguồn này giùm em lại cho nó hạ cái von xuống bớt đi. Tại cục nguồn này 12V là đưa vô cái đèn nó quá sáng. Nguồn này hả? À. Này 12V à? Đúng rồi. Vô đèn nào? Vô đèn đèn mua đôi này nè. Đôi này là 12V đúng rồi. Nhưng mà giờ 12V thì đó nó sáng full luôn rồi, nó chá mắt quá. Này một màu á, full. Một màu, nó sáng full, nó sáng sáng quá sáng á. Quá sáng hả? À, Một giờ mình full là phán ráng đủ màu á hả? nó quá sáng thôi. Vậy thì led người ta sản xuất cho mấy ông để làm cho nó sáng mà mấy ông kỳ ngộ vậy? Bây giờ anh đổ cái nguồn này cho nó hạ cái von lại, đang cho cái đèn nó mờ lại bớt. Đang cho À, có không nghĩa là không bị mình chói giờ mắt. mình chỉnh đó hả? Đúng rồi. Mình chỉnh Thì ở sao? đây nó có cái nút nè, chỉnh nó xuống. Em cũng chỉnh rồi nhưng mà nó cũng còn gì đó là sáng quá. Giờ mình hạ xuống bớt nữa. À. Mở ra. Cái này là 12V. 12V DC 33A. Mà chỉnh đèn thì sáng quá. Giờ cho cái nguồn vào này nha các bạn. Nguồn vào. Điện này điện là điện 220. Rồi, qua cái bộ huyền thoại của mình. Rồi, bật lên. Câu câu điện vô luôn. Hãy cháu điện nè. Giờ để coi coi sao. Vậy là nó sáng quá, người ta nó chói mắt mà hả Hữu? Bật lên coi. Đó, sáng quá hả? Sáng giờ cho nó lưu lại đúng không? Đúng Này, cái nút rồi, này là chỉnh không được hả? chỉnh hạ rồi nhưng mà nó vẫn sáng, vẫn còn quá sáng. À, sáng hơn à. Sáng hơn quá hả? Giờ mình chỉnh lại. Gì không được luôn hả? Vậy Gì, là nó vẫn còn chát, sáng luôn còn hả? hàng người ta cần mở thêm nữa. Chỉ lấy đồng hồ đo coi. Để thang nhân 20 các bạn ha. Đo thử coi sao. 10V. Đồng hồ, cái này là 12V. Đây là 12V. Là 10V nè. Xuống hết trên mâm luôn có 10V nè hả? Lúc này chỉnh được không? Chỉnh mà. 10V 2 à. Chỉnh qua đây về đây là nhiêu? 13V, 15V. Đây là chỉnh lên được 15V không các bạn? Mà chỉnh xuống thì có 12V à. Kìa hả? Ủa cái vít này đưa cho tôi chỉnh hay vậy? Chỉnh được đâu? Này vít tôi điện mới được. Sáng quá, sáng quá. Đúng cái này chỗ 12V, này là 12V nè. Đó. Rồi làm công trình nó lấy tiền hết chưa? 10V. Hả? 10V là xuống maximin là min là có chỉ có 12V 2 các bạn. Bây giờ mình chỉnh cho nó xuống nữa nha. Rồi tiến hành. Rồi, nhiệm vụ của mình là bây giờ mình tháo này ra. Cái chỗ đó nó chói quá, người ta làm cho khó gì. Cái rọ vô bàn pizza quá. Gọi vô bàn pizza hả? Chỉnh cho nó mờ xuống. Còn muốn cần làm biến chở bên ngoài để chỉnh không hay là chỉ chỉnh ở trong vậy là được rồi, nguồn này là được rồi. chỉnh nguồn vậy là được rồi phải không, là để cố định luôn phải không?
mở cái nắp này ra mới được. Mấy con ốc đây, mở luôn con này luôn. Con này khó mở quá, có vít nào khác không? Vít thì khó mở như vậy, không có vít mở là coi như là cái này sao tha được. Vít này không được rồi. Vít này mấy siêu quân chê nè. Rồi được, vít này được. Vít này được nè, vít kia dở mồm. Dở lên. Nhớ cúp điện nha các bạn. Rồi, ở dưới này mình nhìn nè. Các bạn nhìn nè. Đâu rồi? Dưới góc này nè, có con biến chở này các bạn thấy không? Con biến chở này là coi như là 102. Giờ mình thay con biến chở này nha. Đồ hút chì. Các bạn có mua cái đồng hồ này các bạn, chỉ có 100 mấy chục ngàn, 229 ngàn hay gì mà xịn sò lắm, đo dòng, đo ampere rồi này kia, đo ampere rồi này kia cũng được này ha. Này có 200 mấy à, 209, lên trang web oled.com.vn mua cái này nha các bạn. Về đo cái dây nó cũng xịn lắm, dây nó cực kỳ chắc luôn nè. Rồi hàng chính hãng của Incon nha các bạn. Rồi mỏ hàng này là 30 ngàn cái, xài rất là bền, xài 20 năm cũng chưa hư nữa các bạn ha. Rồi bây giờ móc con đi chở này ra nè. Các bạn mà lấy cái đầu cao su nhắn ở đây là xài bền lắm, cái hút chì này là tuyệt vời luôn. 30 ngàn à, mà không biết sắp tới nó có lên giá không nha, chứ hiện tại là 30 ngàn các bạn mua là ngay ngon luôn á, hoặc lên cũng 5 ngàn 10 ngàn chứ không nhiều các bạn, mà ngon, hút cái là ra chì hết luôn nè, thấy không? Đó, buông là đẩy cái là đẩy đầu này cái là ra chì nè, đó. Rồi bây giờ rút con này ra, rút con này ra nè. Đây là 102, có nghĩa là một là một, không là không, hai là thêm hai số không nữa là một ký các bạn. Cái biến chở chỉ có một ký à. Giờ mình thay con biến chở đại nhiêu đây, 5 số 0 thì số 4 là 4 số 0, có nghĩa là 50 ký nha các bạn. Rồi 50 ký. Đây con này dễ chỉnh hơn nè, con này nó có cái nút nè. Rồi hàng lại. Có chì không ta? Rồi. Cái này làm này xong mới lấy tiền được hả? Chỉnh là xong hết rồi mới lấy tiền được. Mấy chục? 15 triệu hả? Còn có một biến chở mà không lấy được 15 triệu các bạn. Chỉ có chọn biến chở lấy 15 triệu à, chọn được biến chở lấy 15 triệu. Ghê thiệt. Phải không, đúng không? Làm biến chở thì mới lấy tiền được chứ. Giờ không có làm biến chở này sao lấy tiền. Đó. Rồi cái này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại. Phải đảm bảo rằng ở đây không có cái gì trên trời nha, để nó chạm nó nổ nha. Rồi mình thử lại đi nè.
cộng nè, trừ nè. Trời ơi, luôn đói. Rồi. Giờ bật lại nguồn lại nha các bạn. Bật nguồn lại. Đó. Rồi, bật nguồn lên. Rồi, bật nguồn lên. Không sáng luôn các bạn. Rồi chưa? Bây giờ để đo bao nhiêu volt nha. Sáng đèn nó sáng mà đèn này không sáng mà. Đồng hồ điện tử đi ha. Đồng hồ kim cũng vẫn được các bạn. Đồng hồ kim thì mình bán chỉ có 95.000 cái ở trên oled.com.vn á, các bạn vô cái đường link ở dưới bên bình luận hoặc là bên nội dung á. Đó là 95.000 cái mình đo đó. Đồng hồ này mình đo cũng được nha các bạn. Đo won thì không cần phải xài pin này, còn đo ôm mới xài pin. Rồi. Nó rớt tè tua luôn nè, mà nó không hư. Rớt mà không hư luôn á. Ghê không? Thì cắm lộn điện mới hư. Sao kỳ vậy? Ở đây nè. Lộn. Đo won không cần phải. Rồi. Bây giờ đo bỏ won. 50 won. Đo coi nhiêu. Rồi nó lên nhiêu các bạn? Chưa được, mới có 9V à. 9V đèn nó không sáng nổi các bạn thấy không? Giờ mình chỉnh nha. Mình chỉnh lên, đâu có cái thư vít không? Lấy cái thư vít á. Thư vít dẹp á. Trong đó có cái thư điện đồ không? Cái này vô dừa không? Vô dừa nè, ok. Rồi các bạn nhìn thấy nè. À nhìn kỹ nha. Mình tăng lên nha các bạn. Giảm xuống. Đó, các bạn thấy chưa? Lấy đồng hồ ra luôn, lấy hai đồng hồ ra luôn. Đó. Ủa đồng hồ luôn đâu vậy? À, nè, các bạn thấy nè, chỉnh nè. Chỉnh nhẹ nè, thấy không? Đó, tối luôn thấy không? Và đồng hồ lên nhiêu? Đồng hồ này chạy sai nha các bạn. Giờ đo đồng hồ cơ đi. Ở đồng hồ điện tử thì cho nó chắc nha. Rồi. Đây nhiêu won đây? 8.2 các bạn. 8.2 à. Nè, các bạn thấy không? 8.2 à. Rồi mình chỉnh lên nè. Chỉnh nhẹ nhẹ đó. 14W nè, chỉnh nhẹ xuống chút xíu nè. Còn 9W nè, thấy không? Chỉnh nhẹ lên cái 14W. Xuống nhẹ nhẹ 13W. Đó. Rồi giờ 12W. Các bạn thấy không? Ấp này xuống đây. Ấp này xuống. Up. À ok, chết bà, có cái này nó chạm thấy hồ luôn á. Đó 14W nè, đó, để mình thấy cái đồng hồ. Yeah. Cầm đồng hồ đưa lên giùm anh Hữu. Thấy không? Rồi bây giờ mình chỉnh tiếp nha các bạn. Chỉnh tiếp nè. Đưa đồng hồ xuống đây nè. Rồi đúng rồi, chỉnh tiếp, chỉnh vô cái nút này nè. Nút này nè. Rồi. Còn 5V nè, 5V này ha các bạn thấy không? 5V, 48 V. Xuống hết luôn rồi là nhiêu nè? Maximum luôn là nhiêu? 3V. 3V 7, 3V 6, 3V rưỡi. Thấy không? Rồi 5V. Chỉnh lên 5V nè. 5V, 5V. Rồi, 5V, 6V thấy không? Cái đèn của mình là cho nó sáng vừa thôi hả Hữu hả? Em cầm đi, em cầm đi, em cầm có bao nhiêu volt? 8 volt hả? Có 8 volt là nó sáng. 14 rồi nè. 12, này nó cũng nhạy quá. Để nghiên cứu lại. Và video sau mình sẽ nghiên cứu lại cái này để cho các bạn chỉnh nha các bạn. 8 volt đó, được chưa? Ok đó. Ok phải không? Nè, 8V này các bạn. 8V. Được chưa? Chắc cũng phải làm miếng nữa. Rồi vậy được rồi. Dạ, thấy không sáng lắm mà. Vậy là được rồi, nó không dạ ra cái đèn da. Hả? Dạ ấy đi. Rồi. Cảm ơn anh nha. Rồi. Làm cái gì nhiêu tiền em gửi đâu ơi? Này hả? Này nãy giờ theo các bạn giờ lấy nhiêu tiền các bạn?
các bạn sử dụng bây giờ mình nãy giờ các bạn đã theo dõi cái quá trình mình sửa mình thay thế rồi đó, là mình tốn cái này các bạn, tốn này tốn công tốn chi nào tốn xua các kiểu. Bây giờ mình lấy nhiêu theo các bạn bình luận bên dưới là mình lấy bao nhiêu tiền, rồi về để các bạn ở trong đây bình luận bên dưới lấy nhiêu tiền thì tôi lấy. Mà cái công trình này là như 15 triệu hả? 15 mấy, 20 triệu, nhưng mà đưa trước 5 triệu phải không? Rồi đặt cọc với mình còn 15 triệu chỉnh cái này rồi mới lấy tiền. Rồi ok, các bạn hãy bình luận bên dưới xem coi mình lấy cái này bao nhiêu tiền các bạn ha. Rồi xin chào các bạn, các bạn video sau nhé. Hãy đăng ký kênh và theo dõi thì mọi nha.